À, xin chào tất cả các bạn. Mình đang đứng chỗ cái đường làng hoa các bạn. Thì mình đi tới đây cái mình thấy các bạn nè, vườn trà là các bạn. Thì cái vườn trà là này á, mình cũng thấy trên mạng nhiều lần các bạn. Mà hôm nay á, thì mình tận mắt mình chứng kiến luôn. Ở trong đó các bạn thấy kìa, cái trái trà là đang nở, đang chỗ á, nó màu vàng rất là đẹp. Thành ra khách người ta cũng vô tham quan các bạn. Thì sẵn dịp đây mình cũng ghé mình tham quan luôn. Cái mình quay lên cho các bạn xem. Để mình qua mình coi bên đây hình như có bán vé các bạn. Đây vé vô cổng các bạn. Vé vô cổng thì 20.000 người các bạn. Vé 20.000 hả cưng? Hàng hàng để anh để mình mua cái vé vô cổng các bạn. À, sau khi mình mua cái vé 20.000 các bạn thì mình được vô mình tham quan. Thì đầu tiên các bạn thấy là những cái cây trà là nó đang có trái các bạn. Cái này thì lúc trước mình cũng thấy anh em trên mạng người ta cũng có đăng rồi nè. Nhưng mà cái lần đầu tiên mình được nhìn tận mắt cái cây trà là mà ở chỗ trái luôn bạn. Thì thường cái cây trà là nó có cái trái màu đen. Thì mình cũng có đi Campuchia các bạn có cái trái màu đen. Nhưng mà sao ở đây cái trái màu vàng biết nữa. Là cái trái, ủa quên anh ơi, cái trái này có ăn được không anh? Ủa ăn được luôn, giống giống như cái trái trà là mình ăn. Nó nhỏ hơn, kêu nó mỏng hơn. Ồ vậy hả, là cũng vẫn ăn được luôn. Ờ các bạn ơi, cái trái trà là này vẫn ăn được nha bạn. Mình làm gì đó là mất được không anh? Không, hái xuống là ăn nè. Ủa, hái xuống ăn tươi luôn. Đó ra, đọc ra. Chút nó mình có thể mình ăn thử không ta? cái trái này anh nói là ăn được các bạn. Thì các bạn thấy là cái trái mình thấy nó rất là đẹp luôn á. Đặc biệt là nó màu rất là vàng các bạn ha. Thì bạn thấy đây cũng có mấy cái cô dâu chú rể các bạn vô cũng chụp hình lâm lá đây nè. Thì mình nó thì mình không có nghĩ là mình đi mình biết cái vườn trà lạ này các bạn. Chủ yếu là mình đi ngang mình đi làm thôi. Nhưng mà đi ngang cái đường làng qua thì vô tình gặp. Thì mình cảm giác cái vườn trà là này rất là đẹp các bạn. Có cái thì nó không được cái cây nào thấp, toàn toàn cây cao không à. Phải nó thấp xuống cái mình để mình bẻ cái trái nó coi thử ra làm sao. Ồ, mình thấy thì không biết cái ý tưởng mà trồng cái vườn trà là này là như thế nào thì mình không. Ô thì các bạn thấy là một cái khu vườn nó cũng rộng đó các bạn. Từ trên xuống dưới đây thì tất tầm khoảng 50m, 100m gì à. Cỡ 100m trở lại các bạn ha. Đó thì cái cây trà là nào giờ thì các bạn biết là nghe nói ha. Mình cũng nghe nói thôi. Tới đây thì mới biết được cái cây trà là nó chỗ trái như thế này. Đó. Mình thấy nó cũng độc đáo các bạn. Trái màu vàng. Đây thì mình thấy cũng có các bạn vô đây chụp hình đó. Ha. Ồ. Hình như là có cây nó chỗ trái, có cây nó không chỗ ta. Cái lá của nó cũng có cái nách màu vàng vàng nữa các bạn. Nói chung thì cảm giác mà vô đây thì nó thấy nó có cái gì đó nó độc lạ các bạn ơi. Ha. Đó, tại vì mình vô cái vườn dừa hoặc là vườn cây bình thường đó, thì nó bình thường nhưng mà cái cây này thì các bạn thấy là từ lúc bây giờ đó, mình cũng mới đi vô lần đầu tiên mà gặp được một cái vườn mình nó nhiều trái như thế này, trái màu lạ nữa chứ. Đó. Nó không có cái trái nào thấp thấp để mình ăn thử, anh kia nói ăn được mà không biết sao. Đó, đặc biệt thì mình thấy các bạn trẻ thì cũng vô đây chụp hình lụm lụm chứ nè. Một cái cây như vậy thì trái rất là sai, không biết nó hình như là trái non trái dài gì nó cũng màu một màu các bạn ơi. Đó. À hình như mình thấy cái trái chính nó chuyển sang màu đen luôn các bạn. Ha. Trái chính chuyển sang màu đen. Cái trái chưa chín thì nó có màu vàng vàng đỏ các bạn.
đúng đẹp được. Cái này nó hơi cao chứ phải thấp thấp tí nữa đẹp lắm mà. Ha, phải coi được cái thấp ở dưới này. Xa xa có cây thấp thì cũng hay ha. Đa số là cây cao không à, không thấp. Cái này thì hình như là cái mùa nó có trái hay sao á. Nó lúc trước mình cũng đi ngang đây hoài mình không thấy các bạn. Đi ngang đây hoài thì mình cũng không có thấy cái chỗ đây có người rồi có cái cây này có trái đâu. Lúc trước mình cũng có thấy, anh em trên mạng cũng có, trên YouTube cũng thấy có luôn, thấy có đăng mấy cây này. Nhưng mà mình đi ngang đây hoài mình thấy các bạn. Hôm nay là tình cờ đi ngang đây thì hình như là cái mùa nó nở ra sao. Độc đáo ha. Chỉnh sửa rồi tập giùm ba cái. Nó lỏng 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 mà. Tụi bay đi chơi hay tụi bay đi mà ăn.
anh đây là anh chủ cái vườn trà là này các bạn. Để mình hỏi anh tí về cái thông tin cái vườn trà là. Anh cái vườn trà là của mình trồng có được bao nhiêu lâu rồi anh? 14 năm rồi. 14 năm. Ồ. 14 năm nay là lúc mà mình trồng là nó cái con luôn á anh. Trồng cây con. Ồ. Trồng cái cây con mà 14 năm là mà mấy năm nó bắt đầu nó ra trái anh? 6 năm. 6 năm ra trái. Vậy là ra trái được mấy mùa nay là mình khách có lại đông không anh? Đông chứ. Vậy hả? Là cái trái nó ra cái mùa này hay là nó quanh năm anh? Đó, vô mà một năm có một mùa này à. Năm có mùa hàng chứ em đi ngang đây hoài em không thấy. Sao đợt này em đi ngang em thấy? Hay quá. Rồi cái cây mình có bán cây con không anh? Đây mình có con mà. Cái cây con vậy mình bán bao nhiêu cây anh? Nó tùy năm tuổi. Cây 25, 100, 150, 200, 300 đủ loại. Các bạn ơi thì ảnh cái cây này ảnh có bán giống luôn các bạn. Có khi mà các bạn muốn trồng cái cây này đó thì vậy thì khoảng 4 năm có trái anh? 6 năm. Ủa 6 năm có trái. Các bạn muốn mà trồng cây này cho có trái chơi thì có thể mua cái cây giống ở đây. Ảnh có bán cây giống luôn. Thì trồng khoảng 6 năm có trái các bạn. Mình thấy cái trái nó rất là đẹp. Thì cái trái chín nó chuyển sang màu đen đen ha. Màu nâu. Màu nâu chín đen. Cái trái mà người ta làm trà là mà làm mứt nó phải trái này không hay là khác không? Không phải, cái loại khác nữa. Cái loại màu xanh đúng không anh? Em thấy nó trái nó xanh chín không? Màu vàng. Là trà là Thái nó màu vàng. Vậy ha. Còn mấy cái trà là trái thì nó màu nâu. Màu nâu nâu đúng rồi, em thấy nó nâu nâu. Còn cái này nó lại là màu của mình là màu này nó giống như màu vàng đậm rồi. Nó sắp chín rồi đó. Dạ, nó sắp chín rồi. Hay quá. Rồi anh cảm ơn anh nhiều ha. Dạ. Rồi thì hôm nay mình có dịp mình đi ngang cái đường làng hoa Sa Đéc các bạn. Cái trong đây có cái vườn trà là thì mình thấy cũng hay, mình làm clip chia sẻ các bạn. Bạn nào mà có đi thành phố Sa Đéc thì xuống đường làng hoa thì hỏi người ta cái vườn trà là thì các bạn sẽ biết cái điểm để mình ghé mình tham quan chơi ha. Rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn những cái video tiếp theo ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.